À, xin chào các bạn, chúc một ngày mới vui vẻ vạn lành. Thì mấy ngày nay thì Lâm Thu cũng là chia sẻ rất nhiều về cái vấn đề là cây mai các bạn, mai xong bắt đầu là bonsai. Hôm nay thì để thay đổi cái không khí ha, để cho các bạn đỡ nhàm chán thì Lâm Thu sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách trồng và chăm sóc cây xương rồng. À đây, cây xương rồng nữa mình đây các bạn. Các bạn biết là cái cây xương rồng này cũng có lẽ là ít có người thích, nhưng mà mỗi khi các bạn nó đam mê xương rồng rồi, bảo đảm các bạn dứt đi không được đây. Tại xương rồng này nó có cái nét đẹp rất là cứng cỏi, mà thấy không, nó có những gai tua tủa, nhưng mà nhiều người á nhìn xương rồng mà tưởng cái xương rồng nó xấu xí, không phải đâu. Nhìn bề ngoài gai góc như vậy, nhưng mà khi nó chỗ bông thì rất đẹp bạn, chỗ bông nó đẹp rất là dễ thương. Những các bạn nào đã từng chơi xương rồng các bạn sẽ thấy, hay là các bạn có thể lên truy cập lên trên Google á, các bạn xem những cái bông hoa xương rồng, các bạn sẽ thấy nó đẹp như thế nào, đẹp mê hồn luôn á. Năm Thu thì nói chung là chơi cái kiểng thì cái loại cây nào nó cũng thích hết, tại vì mình cũng không có đủ cái điều kiện để mình chăm sóc, thành ra Lâm Thu chỉ chơi một vài loại thôi. Như là cái loại này á thì Lâm Thu cũng chơi cách này cũng là hơn 10 năm rồi. Đây là cây này Lâm Thu mới vừa ương nè, chơi 10 năm rồi thì bây giờ cũng không biết tên á. Được, cái cây này rất là xuyên bông, nó có bông quanh năm. Thôi giờ không mất thời gian của bạn ha, để Lâm Thu trước hết thì Lâm Thu sẽ chia sẻ cách mình làm đất để mình trồng cây xương rồng ha. Giờ thì đất nó thì cũng dễ thôi. Bây giờ thì trước hết mà các bạn muốn làm đất cho cây xương rồng á, thì các bạn sẽ đây, các bạn sẽ dùng cái đất đen như thế này các bạn nè, đất đen. Khi mà đất các bạn nhìn thấy nó màu đen á, là có nghĩa là đất nó còn có độ mùn rất là cao, nó cũng còn tươi tốt trồng được. Nhưng mà khi các bạn mà cảm thấy mà nó cũng không yên tâm á, thì có thể các bạn cho thêm một chút cái phân hữu cơ vào đây. Đây, phân hữu cơ thì các bạn cũng có thể là trộn phân hữu cơ này nè bạn, cho trộn vô, tại vì cái phân này nó đã xử lý rồi, nó tốt hơn những cái loại mà phân hữu cơ và phân chuồng của mình đó, nó dễ bị nó có cái con sùng á, nhất là phân bọ bạn. Các bạn ngọn cây nó rất có con sùng, mà con sùng đó nó dài nè, cái con đó thuộc loại nó cắn cái rễ nó ăn á, là tốt nhất mình nên mua những loại này xử lý ha. Các bạn cứ rải lên một lớp phân hữu cơ đây để mình tăng cường cái độ màu mỡ cho đất. À, nếu các bạn thấy đất của mình tốt là mình không cần thiết rải cũng được, nhưng muốn rải thì tốt, phải thêm chút thì tốt có sao đâu. Rồi, bước tiếp ha. Các bạn có thể nè, để cho đất trồng cây xương rồng á thì nó phải cần nó nặng. Khi mà nó nặng cũng có đồng nghĩa là không phải là nó cứng quá, mình phải tạo cho nó một cái độ tươi xốp để cho khi mình tưới nước vô nó thoát. Tại cây xương rồng á, mỗi một tuần các bạn có thể tưới 5 ngày tưới một lần, hay một tuần các bạn tưới một lần là đủ rồi. Thì muốn cho đất mình nó xốp để khi mình tưới nước nó thoát hết ra đó, thì các bạn có thể trộn thêm vỏ chấu ha, vỏ chấu bạn trộn thêm vô. Trộn thêm vỏ chấu. Đấy. Cái công thức này làm là do của Lâm Thu tự làm thôi, chứ mình không có theo cái bài bản gì hết. Nếu mà các bạn thấy phù hợp thì các bạn áp dụng, không thấy phù hợp thì thôi ha. Thì cái nghề chơi mà, nói chung là mỗi người họ tự chọn cho mình một cách, một cái phương thức riêng, không ai giống ai. Nhưng mà Lâm Thu hứa với các bạn thì Lâm Thu biết gì Lâm Thu chia sẻ nấy. Nếu các bạn thấy phù hợp thì các bạn áp dụng, còn không phù hợp thì thôi. Để các bạn xem, để mình coi những nơi nào mà họ làm phù hợp thì mình áp dụng ha. Tiếp đó thì Lâm Thu sẽ trộn thêm một tí sỏi với bạn ha. Tại vì xương rồng bao giờ thì đất xương rồng nó cần phải cho nó nặng, rễ xương rồng ít lắm. Rễ xương rồng các bạn tưởng cái xương rồng nó rễ nhiều, không bao giờ rễ nhiều các bạn. Xương rồng rễ rất ít, bởi vì nó cần có cái đất nó nặng, nó chèn vô nhà, khi để nó bám thì xương rồng nó không bị đổ. Nếu các bạn làm đất nhẹ quá nó xương rồng nó ngã tới ngã lui thì nó dở lắm. Tốt nhất là bạn nên trộn thêm cái đất ha, nên tí sỏi, xin lỗi bạn. Để sỏi này nè bạn, tôi trộn thêm sỏi lên. Cho nó lẹn đất, cho nó cứng á, cho nó nặng đất á. Đồng thời nó cũng có cái độ xốp á, khi mà lấy nó thoát nước. Sao ha, cái đất trồng xương rồng thì nó cũng đơn giản vậy thôi, chứ không có gì hết ha, rất là đơn giản ha. Trồng lâu năm mà không biết nó tên gì, cũng nói bữa nào đi nghiên cứu coi nó tên gì, cũng không biết được nữa, cứ trồng thích trồng à. Trồng này có chục năm rồi, chẳng biết nó tên gì. Cái xương rồng mà Lâm Thu biết nó là tự nhập từ nước ngoài thôi, chứ còn mà tên thì hình như nó tên bằng tiếng Anh, tên gì khó đọc bằng tiếng Việt, mình hỏi tiếng Anh là tên gì thì mình cũng không biết. Đây, để mình chọn từ sáng lập ra chọn đó. Đây, giờ mình bỏ đất lên xong ha. Đây, tiến hành đây. Thế tiếp là đây là cái xương rồng này nè. Lâm Thu cũng chẳng biết nó tên gì, thấy đẹp mình trồng.
đẹp trồng nó hầu như cái cây này nó rất dễ lên đó bạn, xong nó lên bạn thấy không, nó lẹn mức độ mà nó bể cái chậu ra vậy nè, cái chậu nó lẹn, cái chậu vô nó bể như thế này đây nè. À bây giờ thôi bỏ phía thôi, sẵn dịp mình làm để mình nhân giống luôn ha, tách ra nhân giống luôn. À bạn thấy không, nó cô khóc cô quen nè, không có chết gì đâu. Giờ mình bóc nó ra bà ha, đây tôi bóc nó ra, thấy nó khô không, cây này nó ô bự quá. Giờ để bóc ra mình bỏ bớt thôi, chứ đâu có trồng hết được, buồn quá, đâu có trồng hết được các bạn. Mình chỉ chọn một vài cây thí điểm mình trồng thôi, những cái cây nào nó không đẹp mình bỏ bớt đi. Năm thu trồng này lâu lắm rồi, hồi đó mình mua cũng khá đắt tiền á. Hôm vừa rồi vô vườn Tao Đàn thấy người ta chỗ gốc cho xương rồng họ cũng có trồng, số cây này nó cũng có bông mà bông đi ti nè. Bây giờ mình loại bỏ những cái thấy không, đây những cái cây này để trồng tốt luôn á. Bạn nào mà thích mà gần nhà năm thu cho liền á, tại vì nhiều bạn thích thì ở xa quá mà thấy không, cây này phần trồng á, trồng vô trồng nhỏ các bạn mà chơi để trên bàn rất là dễ thương các bạn. Mình bỏ bớt đi, bỏ bớt những cây nào không cần thiết các bạn ha, nhiều mà nhậm thu quá trời luôn á, thấy không, khô thế này, khô cần thế này mà nó vẫn sống hay, xương rồng hay lắm. Bởi vì khi trồng á, các bạn chẳng thà thứ thiếu tưới thiếu nước thì không sao nha, các bạn mà tưới là dư nước là cây nó chết rồi, nó thiếu nước thì nó sống mà dư nước thì nó chết. Tại vì thiếu nước cây nó eo uột, nó không phát triển, nhưng mà khi mình cần thiết á, khi mình cần thiết thì mình bỏ, mình tưới nước lên là tự động phát triển lại. Quá trời bụi, đứng ngay ngồi chó, ngay gió lùa ngu quá. Bởi người ta nói không có ngu rồi giống ngu nào hết trơn, nó đang làm phim ngay gió này thả này lên cái bụi bay mặt không, ta nói đúng không có ngu rồi giống ngu nào hết mà. Đây quá không ơi, thì năm thu sẽ chọn ha, khi mà trồng mình nên chọn những cái chậu nhỏ như này bạn, cái nhỏ với thân sinh trồng cây cho đẹp hơn đó. Mình thấy chắc lẽ là năm thu sẽ trồng một cây để cho các bạn thấy thôi, còn số còn lại từ từ năm thu sẽ trồng sau, tại vì mình trồng nhiều quá đó, trồng hết cái số lượng này mất cái thời gian của các bạn để năm thu chia sẻ tiếp cái cách mấy cây xương rồng khác các bạn ha. Giờ năm thu chỉ trồng thí điểm một cây này thôi, cây này mình ghép vô khoảng chừng 3-4 cây con vô đây được mà. Các bạn sẽ thấy là khi mà trồng cây này nó vô chậu nó rất là dễ thương các bạn, đẹp lắm. Bỏ vô ha, bỏ đất vô nè, đất hồi nãy năm thu đã trộn rồi các bạn, đất này cũng có phân đầy đủ rồi. Đây. Có đủ đồ ẩm rồi, cây này lên nó đẹp lắm. Nếu bạn nào mà sinh viên á, hay các bạn làm việc văn phòng á, các bạn cứ để một cái chỗ bé này lên ngay chỗ các bạn làm việc của mình á, thì nó rất là đẹp. Đó, thế thôi, nó sẽ lên cứng lên, sẽ những con rất là màu các bạn, nhiều con lắm. Mình trồng á, mình trồng nhiều lúc mình trồng mình để đây thôi. Có thể là mình để dùng để mình trao đổi á, khi mình đi giao lưu á, thấy cái giống nào lạ bạn mình nó chưa có, mình đem tới mình trao đổi rồi mình có những cái giống mới, thành ra năm thu cứ tiến hành cái trồng để đó thôi, bạn thấy không? Thì năm thu đã trồng xong cái chậu nè, khi mà nó cứng thì nó cây nó đứng lên, nó cứng cáp, nó rất là đẹp các bạn. Bạn thấy cây này nó có nét đẹp, nó rất là dễ thương, rất ok ha. Đó, thấy không? Đây, mình cứ cảm giác nó giống như cây cau á bạn ha, giống như cây dừa cây cau đó, rất là đẹp. Chưa biết tên hả, nếu mà bạn nào có biết tên thì các bạn chia sẻ cho năm thu biết tên này luôn ha, trồng lâu không biết tên. Rồi thu chia sẻ cái loại xương rồng này cũng chưa biết tên em này, bây giờ tiếp tục năm thu sẽ chia sẻ một xương rồng khác. Cây xương rồng này á, muốn chia sẻ các bạn phải mang tay thôi. Đây cây xương rồng này năm thu đã cắt từ cái hôm mẹ nó ra ở nhà năm thu, thì lúc trước mình có một chậu thôi, chậu mà không được trồng cây xin gì đâu bạn nha. Lúc trước nó rất là đắt tiền, mình mua cái loại xương rồng Việt Nam á, họ mới ghép chút xíu cái đầu vô thôi, họ ghép vô, ngày sau thời gian mình trồng mình nhân giống nó phát triển rất là tốt, về nhà mình có một số giống này. Hồi sáng giờ năm thu cũng tách ra để mà ba cái hôm này để năm thu nhân giống. Cái xương rồng thì khi mà các bạn từ cây mẹ nó mọc ra vòng vòng lên mặt, nó mọc ra rất nhiều, khi mà nó đủ độ lớn là các bạn muốn nhân giống, các bạn dùng con dao sạch, con dao thiệt sạch nha, để nó nhiễm trùng rồi các bạn mới cắt cắt ngọt như thế này.
cắt xong rồi các bạn để khô khoảng chừng một tuần sau, 10 ngày sau các bạn mới trồng nó mới sống ha. Nếu mà các bạn mà cắt như thế này nè, nó cái chỗ này là các bạn trồng nó sẽ bị thối liền, nhưng nó không phải như cái loại này. Cái loại này thì do mình là khi mình tách ra, mình tách từ cái rễ ra nó không đứt, thành ra mình trồng liền được. Cái những cây mà khi mình cắt ngang thẳng mình trồng á, các bạn trồng liền nó bị thối, bắt buộc các bạn phải phơi nắng. Phơi là không phải phơi nắng, nói mà mình để nơi mát á, nơi thoáng mát á, từ cái nó xe cái mặt nó khô mà nó liền cái mặt lại rồi mình trồng nó sẽ phát triển. Không dám cầm tay, cặp tay nó đâm mấy cái rễ này vô bạn của mình nè. Bởi vì chơi thì chơi này ăn gốc không à, rất là gai. Mà xương rồng á mình cũng phải có gai, nó có gai thì nó mới đẹp, nếu nó không có gai thì sao mà gọi là xương rồng. Xương rồng nó đẹp thì nó nhờ cái gai của nó, và nó hấp dẫn thêm nữa là nếu nó có được những cái bông. Cái giống này năm thu là giống bông màu vàng, và những bông nó to như thế này đây, bông nó to như thế này màu vàng rất là đẹp, nó nở không. Khi các bạn trồng được là khoảng là cây nó cứng cáp cao khoảng chừng 4-5 tấc á, thì nó sẽ nở bông quanh năm, nó nở bông thì nó nở trên cái đầu bông, trên cái đầu này nó cung cung bông 2-3 bông 20 bông nở liên tục. Rồi đây là cái cây này năm thu đã cắt hôm ra để chia sẻ các bạn là cách để từ từ mình dâm. Còn mà bây giờ năm thu sẽ chia sẻ cách trồng. Cách trồng là sao? Cách trồng là cái cây này á, thì trước đó thì năm thu cũng đã trồng rồi. Đây bạn thấy không, năm thu đã trồng nó lên rồi, thì bây giờ năm thu sẽ chiết ra cái chậu để mình biếu cho bạn mình. Tại vì bạn mình nó có nhu cầu á, để năm thu chiết cho anh xem á, khi mình trồng 3 tháng rồi tôi rễ ra như thế nào. Rất ít rễ bạn thấy không, nè rất ít rễ rồi bạn, chỉ có mấy cái rễ thôi nè, đây mấy cái rễ thôi bạn, thấy không, nó là rễ nè bạn, 3 tháng rồi các bạn nè. Đây, 3 tháng rồi các bạn. Nè, nó có rễ nè bạn thấy không? Và cây này chắc chắn nó sống rồi. Các bạn nên nhớ một điều là các bạn không nên tưới nước nhiều các bạn. Các bạn lưu ý làm tôi được rồi, không nên tưới nước nhiều. Mình cứ tuần tưới nó một lần thôi. Nó sẽ ra rễ thế này, cây này ra rễ như thế này chắc chắn là sống. Còn có vấn đề mà muốn cho cây thẳng á, mình sẽ cặp từ từ, bạn lấy cái cây bằng cặp vô, cặp bằng nắng từ từ cho nó thẳng. Rồi, giờ Nam Thu tiến hành trồng tất cả ha. Tách ra, cái hũ này đựng rượu rồi, không biết nghe mùi rượu còn sao không ta, chắc không sao nữa ha. Đất trồng xương rồng á, cái xương rồng nó rất thích phân cơ các bạn. Nếu mà các bạn muốn kích cho nó ra bông á, thì các bạn lâu lâu các bạn cảm thấy nó chậm ra hoa, ra bông quá đó, thì các bạn cứ bón vô một lượt NPK 20-25 là cây nó sẽ ra bông liền. Cây này muốn ra bông các bạn phải để những nơi thật là nắng á. Càng có nắng nhiều càng nhiều nằm tốt nấy. Thì những nơi mà ít nắng á, cây nó sẽ không có bông. Chết thì cũng chết trong đó không có bông á. Rồi, tiến hành trồng thôi. Đây, chồng mình trồng cái cây này đã ra rễ rồi nhớ bạn. Giờ ương á, ương ra rễ rồi mình tách ra chậu, đưa ra chậu. Đây, cái cây que. Quay hàng, dân thử hàng làm cái gì cũng có dính vô cái nghề đó. Cây là cây quay hàng mình đấy. Mà cứ ghim vô, xong mình để rồi mình buộc là cái xong đó mình giữ vô cái thằng nó cứng đó bạn, cho thằng nó cứng dựng đó. Cái dây rồi ta, để đây, chứ mình làm dây sau dần tiếp tục mình chia sẻ mình trồng thêm cây nữa. Đây, cây thứ hai là bạn tiếp tục chia sẻ với bạn ha, cây thứ hai. Xương rồng nó có nhiều màu lắm bạn, có những cây nó rất là khó tánh á, có những cây nhập từ nước ngoài á, năm thu hồi đó năm thu có trồng á, có cây nhập từ nước ngoài muốn cho nó ra bông á, mình sẽ cho nó ngủ đông. Có nhiều bạn thắc mắc là xương rồng ngủ đông thì bằng cách nào, có gì đâu, các bạn cứ nhổ xương rồng lên, các bạn gói vào tờ giấy báo, các bạn bỏ tủ lạnh chừng tháng sau cho nó ngủ đã đời đi, xong mình lấy ra cái mình trồng lại, cái nó gặp khí hậu nóng là nó bùng lên, nó thức dậy nó nở bông liền. Xương rồng mà cho ngủ đông á, giống nó giờ lúc trước là sao tự nhiên nó bắt nào cũng hay. Tại vì mấy cái giống nó kén đất khó trồng lắm. Đây tiếp tục nuôi trồng cái thứ hai bà ha. Gai thôi
hôm trước thì mình thấy cái hôm nó thẳng lắm chứ chồng sao không để ý, sao giờ cái hôm nó cong cong quẹo quẹo rồi trời, hôm nó cong cũng phải đẹp. Thấy không, chịu khó chút xíu là có cái chậu xương rồng. Rồng này Nam Thu tặng bạn, biếu cho bạn, bạn mình nó xin á, mình sẵn làm cho biếu bạn mình. Lấy cây que, quan trọng là phải giữ cây que lên, giữ cây que cho nó thẳng lại, để chút Nam Thu sẽ cột lại. Bạn thấy không, nó cũng rất là đơn giản mấy bạn. Thì nãy giờ Nam Thu cũng đã chia sẻ bạn ha, với hai loại xương rồng. Rồi khi mà có dịp thì Nam Thu sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn các loại xương rồng khác. Bạn thấy cây xương rồng này nó rất là dễ thương nè, rất dễ thương ha. Đó, nếu bạn nào mà gần nhà Nam Thu mà thích loại này thì cứ ghé nhà Nam Thu chia sẻ cho các bạn. Cây này thôi, còn mấy cây này thì giống mình cũng có ít. Mà Nam Thu nghĩ cái loại xương rồng là có ít ai thích đâu, mình cũng biết chắc vậy. Người nào mê xương rồng cũng là đa số những người mê xương rồng cũng người có cái tính là rất là rắn rỏi, rất rắn rỏi mới nhìn được cái vẻ đẹp, mới nhìn được thích được cái sự gan ngốc của nó. Còn có những người không có rắn rỏi hình như là họ không thích cái xương rồng ấy. Thôi cũng hôm Nam Thu cũng làm cái clip này chia sẻ, nói chung mình có cái này có cái kia cho cái clip đó, cho cái kênh của mình cho nó sinh động mà mình sẽ cố gắng mình làm vừa lòng tất cả các bạn. Mấy hôm nay thì cái kênh của Nam Thu thì cái lượng khách đó, cái lượng bạn comment về trong cái YouTube rất là nhiều, mà Nam Thu nói chung nhiều quá Nam Thu cũng không trả lời sẻ, thì Nam Thu sẽ trả lời từ từ. Trước hết đó thì Nam Thu sẽ ưu tiên cho các bạn mà comment trực tiếp lên YouTube. Còn các bạn mà gửi qua Zalo hay là qua Facebook thì các bạn cứ từ từ các bạn chờ ha. Nam Thu sẽ giải quyết từ từ, Nam Thu hứa là Nam Thu sẽ giải quyết hết tất cả các bạn có gửi những cái thắc mắc về Nam Thu. Thôi Nam Thu cũng xin nói lời chia tay với các bạn. Nếu các bạn thấy cái clip này hữu ích thì các bạn nhấp like ủng hộ tinh thần Nam Thu. Còn bạn nào mà chưa subscribe thì nhớ subscribe để nhận được Nam Thu những cái clip mới nhất hơn. Bye bye các bạn, chúc các bạn là gia đình thật nhiều sức khỏe. Bye bye các bạn.